Em xin chào buổi sáng đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn sáng hôm nay ngày 20 tháng 4 năm 2022. Chúc mừng anh chị và các bạn, đó là khu vực chợ Cầu Muối, cầu Ông Lãnh, khu chợ trái, chợ gà ngày xưa. Và sáng hôm nay thì em trên đường đi làm. Bây giờ là cũng hơn 7 giờ rưỡi. Mấy bữa thì em quay ở khu khu Bắc Cô Giang, rồi để lại nhiều cái sự tiếc nuối cũng như nhiều yêu cầu của cô chú anh chị. Trong đó có yêu cầu của cô chú ở hẻm 128 đường Cô Bắc. Thì sẵn tiện đi tới đây rồi thì mình sẽ đi một vòng từ Cô Giang đi qua Cô Bắc, rồi mình sẽ đi vô hẻm 128, thông ra hẻm cửa sắt 219, và chúng ta sẽ đi vòng ra chợ Thái Bình để xem coi có gì ăn sáng không, mua luôn. Ngay đây là ngã ba Cô Giang với Nguyễn Thái Học nè, và mình sẽ quẹo phải con đường Cô Giang đi về hướng Quỳnh Quang Tiên ngày xưa và cũng như là Hồ Hào Hấn ngày nay. Đối với đoạn chợ Cô Giang này thì có hai phường, phường Cầu Ông Lãnh và phường Cô Giang. Đây chúng ta đang đi đây là phường Cầu Ông Lãnh, qua ngã tư Đề Thám là phường Cô Giang. Chúng ta đi ngang đình Nhân Hòa, rồi miếu Ngũ Hành, rồi bên phải là rạp Lạc Hồng. Kể bên rạp Lạc Hồng có hẻm 18, 16, đây có hẻm 41. Khu này thì rất là quen thuộc với rất nhiều cô chú anh chị ha. Cho nó có chị Quế nè, lâu quá không có liên lạc với chị Quế, khỏe không? Cô chú anh chị có khỏe không? Cái mạng xã hội YouTube này thì nó rất là hay, nó có thể mang những hình ảnh rất là thực tế đến với rất nhiều cô chú anh chị khi mà chúng ta đã xa quê hương, và ngày nay mình phải có dịp nhìn lại thông qua cái màn ảnh nhỏ này. Ngay đây là giao lộ Cô Giang với lại Đề Thám, mình sẽ quẹo phải Đề Thám hướng ra chợ Hưng Đạo. Ở đây buổi sáng thì chợ bán cũng tương đối là nhộn nhịp so với ngày thường. Em cháu là buổi chiều thì chợ ở đây không còn là ngôi chợ như ngày xưa nữa. Giờ ở đây chỉ bán tạm ven đường vậy thôi, bán buổi sáng rồi nghỉ, phục vụ cho bà con cô bác ở khu vực này. Người ta có thói quen đi chợ truyền thống đó, ai ít đi siêu thị thì ra đây chạy ra mua bó rau, bó hành, mua miếng thịt là xong. Còn thông thả hơn thì đi siêu thị, đi một lần cả tuần. Đây, tới đây chúng ta sẽ quẹo trái đường Cô Bắc ha. Hẻm 128 thì nó gần với lò bánh mì Dậu. Mấy bữa mới đi ngang đó và đối diện với chung cư Cô Giang ngày xưa. Và ngày nay là chuẩn bị mọc lên tòa nhà Manhattan với quy mô 5 sao, rất là hiện đại, 4 tầng hầm, hơn 30 tầng lầu. Ở đây chúng ta sẽ quẹo phải hẻm này. Hẻm này tương đối là hơi nhỏ. Chúng ta sẽ đi vô hẻm nha. Hẻm 128 Cô Bắc. Vô hẻm này thì có hai ngã rẽ, bên phải thì có thể đi ra hẻm 100. Bên trái thì sẽ đi vòng qua hẻm cửa sắt. Nói chung lần đầu tiên em đi hẻm này luôn á. Không biết nhà chú là nhà nào đấy. Đây 128. Ủa ra hẻm 100 đâu ta? Dạ. À, cảm ơn chú. Dạ, cô đứng này, chắc bác đứng lên quá. Chắc có bác đứng lên nó
Dạ con cảm ơn. Dạ. Dạ. Lạc lối. À, cảm ơn. Không ngờ nó cảm nó nhỏ như vậy luôn á. Ủa như hẻm không thấy. Ủa sao không thấy đường đi ra hẻm 219 mà vòng qua. Còn qua đây là hẻm 100 rồi. Ồ. Chắc là đường kia nó nhỏ quá, người ta bít rồi, người ta đóng cửa. Vòng qua đây đáng lẽ là phải vòng qua đây mới đúng chứ ta. Đây vòng qua đây hẻm 219 nè. Đáng lẽ nó phải vòng ra. Vòng qua đâu đây nè. Đi lộn hẻm à, đám cưới. Trời ơi cái hẻm nó nhỏ. Trời cái hẻm nó nhỏ quá, quay đầu xe cũng vất vả luôn á. À, bây giờ không thấy hẻm 128 đi ra hẻm 100 nữa. Ủa 219 nữa. Hẻm này cái hẻm 128 này thì hơi là lạ so với ngày xưa. À, có lẽ là do hẻm nhỏ quá, người ta đã bít lại rồi. À, hẹn gì chạy, khi mà chạy xe vô đó người ta hỏi mình quá trời, nó nhìn mình quá trời. Nó chở cái hẻm nhỏ thì ý là nó cái hẻm gì mà sao xe chạy vô. À, thường thì người ta chỉ chạy ra thôi chứ ít ai đi vòng vòng vô đó bằng xe máy, tại vì họ nhỏ quá, lúc nãy phải chen ngay bà cụ ngồi luôn á, mới vừa luôn chứ thôi là không qua được. À, không biết cô chú anh chị có nhìn ra hình ảnh khu xóm hẻm không, mặc dù đi không có hết hẻm nhưng mà thì bọn đâu đó cũng có chút gì đó gửi bà con cô bác xem chơi cho vui. Này, chúng nó bị kẹt trong hẻm luôn. À, lúc mà đi vô mà có chiếc xe máy chạy ra nữa là kẹt luôn, không có qua lại được luôn á. Rồi, ta quẹo trái nha, đi ra hay, bây giờ mình sẽ đi ra chợ Thái Bình. Ở bên cánh trái mình là hẻm cửa tắc 219 đó. Giờ tiếp tục mình đi chợ, nhưng mà giờ mình không có đi đường lớn nữa. Đi đường lớn giờ xưa rồi mình đi vô đường nhỏ. Rồi, sáng nay chui len lỏi luồn lách vô các khu xóm hẻm xem buổi sáng thì ở đó như thế nào. À, đây vô hẻm 100 nha. Hẻm 100 hay 120 gì cũng được. Thôi vô 100 đi, 120 nó nhỏ lắm, đi xe hơi khó. À, ở đây vẫn còn cái bảng treo ngày Tết nữa ha. Bỏ thì tiếc.
để che mát luôn. Ở đây sớm hẻm 100 thì cũng có nhiều khách sạn, thì bây giờ thì không biết có còn hoạt động không. Đồ ăn bánh cọt ở cuối hẻm. À, tuy xóm hẻm nhỏ nhỏ nhưng mà giá tiền của mỗi căn nhà cũng rất là cao. À, nhiều khi họ muốn mua nhưng mà người ta không có tiền, ô không có bán á. Chứ không phải đơn giản là mua là có đâu. Có nhiều người thì cần ở nhà lớn, rộng rãi, yên tĩnh. Có nhiều người thì nhu cầu người ta chỉ cần có để làm ăn gần với chỗ chỗ làm hoặc là thuận tiện việc gì đó. Mua để đó để có chỗ tới lui cho nó tiện thôi. Buổi sáng đây bán đồ ăn sáng quá trời, có bò quế, giò heo, đông dữ. À, buổi tối ở đây thì rất là nhộn nhịp, rất là ồn ào, đặc biệt là những ngày cuối tuần. À, có những quán bar bây giờ thành những cái cửa hàng bán ốp lưng điện thoại. À, bây giờ tới chương trình kiếm đồ ăn sáng, không biết ăn những món gì đây. À, nếu mà còn sớm mời cô chú anh chị đi ăn cơm tấm. Cơm tấm ở Cao Đạt ngay đầu hẻm 833 Trần Hưng Đạo, nhưng mà nó nằm ở trên con đường Cao Đạt cuối hẻm 83 là sẽ thấy cô bán cơm tấm thì cũng ăn cũng ngon, giá bình dân. À, dạo này buổi sáng thì em hay ăn cơm tấm ở Cao Đạt, rồi trưa thì có thể không ăn, chiều về ăn cơm. Ở trước mặt chúng ta đó là trường Chu Văn An, cũng là trường Hưng Đạo ngày xưa. Tới đây cũng là hình ảnh cũng quen thuộc với cô Mai này. À, buổi sáng mình đi ngang các cô chợ thì thấy rất là thích ha. À, đi ngang rất nhiều hàng quán, rất nhiều món ăn. Ở đây tới khu chợ Thái Bình. Ngày trước mỗi lần tới đây là lộn chợ Hòa Bình. À, để xem ở đây có gì ăn sáng không nha. Mời cô chú anh chị chúng ta ăn sáng nha. Đó, thấy xe dưa hấu mới nhớ là bây giờ có cái cách mà nhìn trái dưa hấu mà biết cái trái nào ngọt, trái nào không ngọt á. À, nghĩa là nó có những cái vân á. Cái vân dọc á. Nếu mà đều á thì sẽ ngọt, còn nó lợt lạc, nó lợt không có theo đường kẻ thì nó sẽ lạc. Theo kinh nghiệm mấy lần em mua là vậy ha. Đây có gì đây, thì nó cơm tấm, bún thịt nướng, bún mắm, hủ tiếu. Chắc mua đem đi. Một hộp cơm tấm đi chế, hộp cơm bì chả. Ờ, bì chả bla đi. Dạ, nhiêu tiền á chị? Dạ, ở đây mình có thể ngồi ăn tại chỗ, nhưng mà hôm nay em mua về thôi.
chị bạn đợi xíu nha. Buổi sáng coi hình ảnh ở chợ buổi sáng. Ở chợ thì có bán đồ ăn làm sẵn, lại rau, củ quả, thịt, cá. Ai mua về nấu thì mua đồ tươi sống, còn ai làm biến nấu thì mua đồ nấu sẵn nè. Thấy chị bán rất là nhanh tay ha. Sao đây hỏi anh Lộc anh ăn sáng không? Kế bên chị bán cơm là bà chị bán nước. Cơm nước. Alo. Lòng ăn sáng chưa? Cơm tấm hay là bún thịt nướng? Anh ơi, bà làm có hỏi rồi mà. À, rồi ok, có rồi thôi. Dạ. Rồi. Lộc khả năng rồi. À rồi, chúng ta đi một lần nữa rồi mình sẽ kết thúc video clip ngày hôm nay. Dạo một vòng từ chợ Cô Giang đi ra chợ Thái Bình để nhìn thấy những hình ảnh hàng quán, những hình ảnh thực tế, những hình ảnh bình dị, những hình ảnh rất là quen thuộc đối với rất nhiều của chú anh chị ngày xưa sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn. Có thể những hình ảnh ngày nay thì nó không giống như ngày xưa, nhưng mà đâu đó mình cũng thấy được cái không khí của Sài Gòn buổi sáng ha. Rồi nhân đây thì em xin chúc đến toàn thể cô chú anh chị lúc nào cũng an lành, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Video clip đến đây xin được khép lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là con đường Nguyễn Trãi nè, đi thẳng về hướng quận 5. Rồi bye chị và hẹn gặp lại. Đây là hộp cơm tấm ở chợ Thái Bình, 35k, 35.000. Giờ Trang đứng bấm vô. Giờ ăn ở công ty nên ra hộp cho nó tiện. Mà anh chị bạn bạn sáng nha, lâu rồi anh chị bạn không có gặp anh Lộc nè, hỏi thăm anh Lộc hoài nè, Lộc khỏe không? Lộc sáng là có tô mì cho tìm rồi, mì tìm thông thả luôn. Sáng sớm có mì dẫn tượng mua trước rồi. Mà anh chị bạn bạn lâu rồi không quay nội dung ăn uống ở ở công ty. Giờ anh Lộc quay có kênh YouTube mà hay quay tháo lắp máy tính, sửa máy tính, laptop rồi đó. VHLT Vinh Hiển Lộc Tài. Thì bạn đón xem ủng hộ anh Lộc nha. Có máy hư thì gọi anh Lộc, được hỗ trợ từ xa, khỏi cần phải đem đây nếu mà bị nhẹ. Đó, mà anh chị và các bạn ăn sáng. Thử miếng chả. Cái chỗ quán cơm tấm thường là ngon hay không là cái miếng chả. Chả này có trứng muối rồi có nấm mèo, nấm lỗ tai mèo. Chỗ này ăn cũng được, 35.000, vừa túi tiền, hợp khẩu vị. Thêm miếng đồ chua. Rồi thôi, cảm ơn chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ gặp nhau trong video clip tiếp theo nha. Rồi, các bạn chị và hẹn gặp lại.
Bye bye, bye Lộc.